Nghe nói tiên sinh ẩn cư ở Long Trung, biệt hiệu là Ngoa Long, tài ngang quảng trọng nhạc nghị. Chẳng hay thật sự có chuyện này không? Đó chỉ là những câu vui đùa của kẻ hèn này, tiên sinh không nên để ý. Nghe nói Lưu Sứ Quân Tam Cố Thảo Lư mới mời được tiên sinh xuống núi. Sau đó Lưu Sứ Quân như cá gặp nước, chuẩn bị quét sạch Kinh Tương, tạo thành nghiệp ba. Ây chà, hôm nay chính quận Kinh Tương đã rơi vào tay của Tào Tháo rồi. Xin hỏi giờ phút này đây, cá ở trong nước hay là cá ở trong nồi?